Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 3.000 tỷ đồng, số nợ phải trả là hơn 1.200 tỷ đồng, liên tục lỗ lũy kế trong nhiều năm cả nghìn tỷ, bỗng nhiên được thổi giá tới hơn 16.000 tỷ đồng để một doanh nghiệp nhà nước mua lại với tổng giá trị là hơn 8.000 tỷ đồng. Đó là dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của công ty AVG. Thanh tra chính phủ kết luận vụ mua bán này có nguy cơ gây thiệt hại cho vốn nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Và điều càng khó hiểu hơn là dù định giá sai giá trị thực cả chục nghìn tỷ đồng, kết quả định giá của các công ty định giá đều không có cơ sở pháp lý nhưng vẫn dễ dàng lọt qua cửa của hàng loạt bộ ngành. Thêm một dự án nhà nước theo kiểu vén tay đốt nhà táng được thanh tra chính phủ chỉ ra gây bức xúc dư luận. Câu hỏi được đặt ra đó là vì sao có nhiều vụ việc tương tự gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước nhưng các cơ quan ban ngành vẫn không rút ra bài học. Và có hay không lợi ích nhóm trong vụ việc này? Ngay sau đây biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về nội dung này. Xin chào và cảm ơn đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ. Xin chào quý đài và tất cả các bạn khán giả. Dư luận không thể lý giải nổi vì sao một đơn vị thua lỗ nghìn tỷ như AVG nhưng vẫn dễ dàng được định giá hàng chục nghìn tỷ để mobile phone mua lại 95% cổ phần với tổng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng. Nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước là hơn 7.000 tỷ đồng. À, còn ông có góc nhìn nào về phi vụ mua bán vô tiền khoáng hậu này? ạ? Theo kết luận của thanh tra chính phủ mới công bố chiều hôm qua thì đây là một màn xảo thuật của những nghệ nhân trong hoặc kép được sự tiếp tay của một số cán bộ trong bộ máy để đánh cháo giá trị tài sản và chuyển nhượng bất hợp pháp bằng việc sử dụng tài sản của nhà nước đó là ngân sách vốn dĩ là một vôi nước mắt của nhân dân chính vì vậy mà sự việc đã được dư luận nêu ra từ lâu và nhân dân rất quan tâm. Vâng ạ, điều càng khó hiểu hơn là theo kết luận của thanh tra chính phủ, như ông cũng vừa phân tích thì dù các công ty định giá sai giá trị thực của AVG cả chục nghìn tỷ đồng, kết quả định giá của các công ty định giá đều không có cơ sở pháp lý, nhưng mà vẫn dễ dàng lọt qua cửa của hàng loạt bộ ngành từ bộ chủ quản là Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vân vân. bất ngờ hơn nữa là Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Công an có ý kiến về vụ mua bán này, trong khi nhiều nội dung không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an thì ông có phân tích nào thêm về những sai phạm có tính hệ thống, liên bộ như trong vụ việc này ạ? Theo tôi thì kết luận của thành tra chính phủ đã